rất vui mừng được gặp lại các bạn. Ngày hôm nay các bạn sẽ cùng Annie tập luyện với những bài tập đa dạng hơn. Chúng ta không chỉ tập trung vào nhịp tim mà chúng ta sẽ kết hợp tập luyện những bài tập cho nhóm cơ để chúng ta săn chắc hơn. Các chị nữ sẽ rất là lo sợ và ngần ngại khi chúng ta tập luyện với khối lượng tạ, đúng không? Thì hôm nay Annie sẽ hướng dẫn một số bài tập mà chúng ta chỉ sử dụng đúng khối lượng trọng lượng cơ thể của mình để chúng ta tập luyện săn chắc các nhóm cơ. Và cho anh hỏi một câu hỏi là các nhóm cơ nào mọi người quan tâm nhất? Có phải là vùng cơ tay trước, đặc biệt là nhóm mỡ đằng sau của mình, đặc biệt là cái vùng cơ bụng của mình, và điều quan trọng là làm sao cho mông và đùi chúng ta săn chắc, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay là giải pháp cho các bạn. Bài tập của chúng ta sẽ kết hợp đầu tiên là việc làm nóng cơ thể với việc chúng ta sẽ di chuyển chạy bộ. Với bài tập của mình thì việc chạy bộ làm nóng cơ thể chúng ta sẽ tiêu hao khoảng 5 phút. Tuy nhiên, em sẽ hướng dẫn mọi người rất là nhiều động tác để chúng ta tập luyện về việc chạy bộ, hoặc là về tập luyện làm nóng cơ thể, tập luyện cho nhịp tim của chúng ta để sẵn sàng chúng ta cho những bài tập kế tiếp. Nào, đơn giản, chúng ta sẽ chạy bình thường. Chọn một vị trí ở bên này và ở bên kia. Chúng ta sẽ di chuyển chậm. Đơn giản thôi. Vì chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta sẽ không cần phải chạy nhanh. Hãy làm cho nhịp tim của chúng ta tăng lên từ từ. Đó là sự an toàn cho việc tập luyện. Và khi chúng ta cảm thấy là thoải mái rồi, cảm thấy thoải mái ở đây là mọi người cảm thấy là đã sẵn sàng tập luyện, thì chúng ta sẽ di chuyển với những động tác kế tiếp. Chẳng hạn là như thế này. Di chuyển ngang. Ok. Và khi cơ thể chúng ta và nhịp tim của chúng ta sẵn sàng cho việc tập luyện cao hơn, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhảy. Nhảy chân không đủ, chúng ta sẽ nhảy thêm kết hợp với tay. Và như vậy chúng ta sẽ làm trong vòng 5 phút. Và mọi người, khi mà nhịp tim của chúng ta đã sẵn sàng, đó là cách chúng ta chỉ khởi động. Để làm sao chúng ta đã sẵn sàng cho việc sau khi khởi động thì chúng ta có thể xem nhịp tim của mình. Nhịp tim của mình có thể là dao động từ 60 đến 65% nhịp tim tối đa. Và khi nhắc đến nhịp tim tối đa thì lại một câu hỏi là nhịp tim tối đa là gì? Đúng không ạ? Lắc nó sao? Nào và bây giờ, sau việc chúng ta tập luyện khởi động cho nhịp tim của mình, và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những bài tập cho nhóm cơ. Em quan tâm nhất đó là phần mông và đùi. Và luôn luôn phải đi trước với những nhóm cơ lớn, đó là cái quy luật cho việc tập luyện của mình. Ok, vậy thì mông và đùi thì mọi người cũng đã biết. Chúng ta có tư thế squat, chúng ta có tư thế lưng, đúng không? Tuy nhiên, vì hôm nay quang cảnh của chúng ta rất là đẹp và nó rất phù hợp khi chúng ta tập luyện ở ngoài công viên, thì chúng ta sẽ thấy một số vị trí như thế này. Thì em sẽ cho mọi người một số idea để chúng ta cùng tập luyện. Đầu tiên, chúng ta thay vì với tư thế squat, chúng ta ngồi xuống và đứng lên, đúng không ạ? Vậy thì có cái bục này để chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ nhảy lên và nhảy xuống. Thử nào. Cách chúng ta tiếp xúc, làm quen trước, đó là lúc là cách chúng ta bước lên bước xuống, rất đơn giản, đúng không nào? Và cấp độ khó hơn là chúng ta nhảy hai chân cùng một lúc lên bục cao, nhảy và bước. Nào, thì bây giờ khó hơn là nhảy và lên, nhảy lên và nhảy xuống. Em cần mọi người hạ thấp mông để cảm nhận vùng mông cùng đùi của chúng ta hoạt động. Ok, bài tập này chúng ta sẽ tập khoảng trong vòng 30 giây đến 1 phút. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tư thế lên, giống như số vừa rồi anh cũng đã giới thiệu. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ chỉ cần bước thôi, hả? Ok, bụng này có vẻ hơi cao. Hãy an toàn cho việc tập luyện của mình. Bước chậm, hạ xuống, đứng lên. Ok, như thế này. Lựa chọn dễ dàng, chỉ cần chạm mũi chân lên cái phần bụng cao của mình. Lựa chọn khó hơn, đưa lên qua ngang phần hông của mình. Và chúng ta biết được cơ thể của chúng ta có thể làm được ở vị trí nào thì chúng ta sẽ tập luyện đúng với cái vị trí đó. Được chưa ạ? Và nhớ, làm chân này xong thì phải chuyển qua chân kia.
Y hệt như vậy. Tư thế lên, hông của mình hướng thẳng về đằng trước, đầu gối chân to xoa khuỵ. Em đã nói bụng này hơi cao, mọi người có thể chọn một cái vị trí thấp hơn một chút xíu. Di chuyển, nhịp tim của chúng ta đang nóng dần, đùi của chúng ta cảm nhận nhiều hơn, nóng dần ở vùng cơ đùi của mình. Nào và lên, một cái tiếp để cho mọi người cảm nhận nhiều hơn với động tác. Khi chúng ta hạ xuống, trọng lượng cơ thể của mình sẽ ở đằng sau, chân ở đằng sau. Khi chúng ta đứng lên, trọng lượng cơ thể của chúng ta tập trung vào chân trước, siết mông, siết đùi. Ok, làm thử. Giữ lưng thẳng, ngực nâng, rốn kéo vào trong và siết chặt bụng của mình lại. Yeah, 30 giây bên chân phải của các bạn, sau đó là 30 giây cho bên trái của các bạn, và sau đó nghỉ ngơi. Và bây giờ di chuyển lên phần cơ lớn hơn một chút xíu, đó là phần cơ ngực và phần cơ lưng. Chúng ta sẽ tập gì? Thường đối với các anh nam, chúng ta có thể hít đất mỗi ngày, tay chống dưới sàn, chân chống dưới sàn. Và đối với các chị nữ, chúng ta có thể cái phần tay của mình đặt ở vị trí càng cao thì lựa chọn của mình sẽ càng dễ dàng hơn, cấp độ của mình càng dễ dàng hơn. Nào, hãy làm quen với anh bài tập push up. Vì anh nói rằng chúng ta sẽ tập luyện cho phần cơ ngực của mình, nên chúng ta sẽ set up tay của mình rộng hơn. Chúng ta có thể một chân trước và một chân sau. Để làm gì? Để trọng lượng cơ thể của chúng ta được giảm dần, có nghĩa là dễ hơn. Được chưa? Như thế này. Còn nếu mà chúng ta hai chân khép lại với nhau như thế này, đó là khó hơn. Và khi hít đất, tập luyện cho vùng cơ ngực, hạ xuống thì khuỷu tay chúng ta mở ra, và đi lên thì chúng ta đóng khuỷu tay của mình lại. Và nhớ, làm sao để cảm giác cho phần cơ ngực nhiều hơn, làm sao để cảm giác cho phần cơ lưng nhiều hơn. Khi chúng ta đẩy lên, chúng ta cố gắng đẩy hai phần khuỷu tay của mình vào trong. Được chưa? Và bài tập này từ 30 giây đến 45 giây, hoạt động nhiều nhất có thể, biên độ rộng nhất có thể, thì chúng ta mới đạt được hiệu quả của bài tập. Việc tập luyện nhịp tim hay bài tập cho phần cơ luôn luôn đi đôi với việc thở. Việc thở đúng giúp cho chúng ta cung cấp oxy cho máu để chúng ta hoạt động tốt hơn, hiệu quả tốt hơn cho động tác của mình. Ok, đó là phần cơ ngực. Bài tập này chúng ta có thể lặp lại 3 lần. Quay trở lại với cái câu hỏi nhịp tim tối đa là gì? Nhịp tim tối đa là tùy theo lứa tuổi của mình. Thì tùy theo thể trạng thì chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ có một cái nhịp tim tối đa khác nhau. Và cách tính rất là đơn giản các chị. Một cái công thức đơn giản mà ai cũng có thể biết, đó là chúng ta chỉ cần lấy số 220 trừ đi độ tuổi của mình. Đó là nhịp tim tối đa. Và khi chúng ta khởi động thì nhịp tim của chúng ta phải đạt 60% nhịp tim tối đa. Và đối với những bài tập nhịp tim trong độ gọi là độ an toàn thì chúng ta nên đi khoảng là từ 65 đến 85. Với các chương trình này, chương trình tập luyện thể thao cho cộng đồng, thì chúng ta không đưa ra những bài tập mà vượt qua khỏi 90% nhịp tim tối đa để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người khi mọi người tập luyện. Tuy nhiên, cách mà em tự đào tạo cho mình là một cái bài tập vượt qua giới hạn. Ok, cái đó chúng ta sẽ có dịp nói sau. Và các bạn, chúng ta sẽ đến với phần bài tập cho nhóm cơ tại sao. Một cái lời khuyên cho em như thế này, bởi vì em biết mọi người cảm nhận như thế nào khi chúng ta tập luyện về cơ. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn chán nếu chúng ta không có một cái động lực nào để mà chúng ta tập luyện, đặc biệt là tập luyện một mình. Vậy thì chúng ta sẽ có gì đây ạ? Âm nhạc sẽ dẫn dắt chúng ta, giúp cho chúng ta quên đi cái sự mệt mỏi và giúp cho chúng ta có một cái sự hào hứng để chúng ta tập luyện. Hãy chuẩn bị cho mình một cái loa nhỏ hoặc là một cái tai nghe để rồi chúng ta có một cái sự thôi thúc nào đó. Ok, và bây giờ các bạn có thể cùng Annie tập luyện phần cơ tay sau của mình. Đặt mông ngồi ở vị trí và hai tay của mình đặt ép sát vào phần mông của mình. Khuỷu tay luôn hướng thẳng về đằng sau. Được chưa? Nâng ngực, rời mông khỏi chỗ ngồi.
Việc cách chúng ta tập luyện là chúng ta sẽ khuỷu tay của mình co lại để phần mông của chúng ta hạ xuống. Và khi di chuyển, làm sao giữ phần thân người của chúng ta song song. Song song, di chuyển song song. Vâng. Cảm nhận nhiều hơn khi chúng ta lên, chúng ta siết cái phần khuỷu tay của mình lại. Ngực của chúng ta luôn nâng và khuỷu vai của chúng ta luôn xa cái lỗ tai. Và nếu muốn cảm giác khó hơn, chân của chúng ta rời xa phần trọng tâm của cơ thể. Và luôn hít thở. Hít thở là một cái rất là quan trọng khi chúng ta tập luyện. Với bài tập này, chúng ta sẽ có thể đi từ 20 đến 25 lần. Bởi vì sao chúng ta tập luyện với khối lượng, trọng lượng chính là cơ thể của chúng ta. Hay anh đi nói đó là cấp độ tập luyện của chúng ta rất là nhẹ. Hay chúng ta còn có thể nói là cường độ tập luyện của chúng ta còn nhẹ. Nên chúng ta sẽ tăng số lần lên. Số lần có thể từ dao động từ 20 đến 25 lần. Hoặc cách khác, làm gì ạ? Canh đồng hồ. Từ khoảng 30 đến 45 giây chúng ta thực hiện liên tục. Và nhớ rằng khuỷu tay của chúng ta luôn ép sát vào thân người khi chúng ta di chuyển. Nào, lặp lại một lần nữa nha. Thật là nhanh. Sit up. Di chuyển. Đây là tốc độ đi với thời gian. Mọi người sẽ cảm thấy rất là nóng ở vùng này. Cảm giác rất là đau. Đó là đúng, không có chấn thương gì cả, đừng lo. Quay trở lại, để mà chúng ta có thể biết được cái hiệu suất cũng như là cái khả năng tập luyện của chúng ta như thế nào và chúng ta theo dõi cho quá trình phát triển đó. Có thể chúng ta đi với số lượng cố định và chúng ta cố gắng hoàn thành với cái số lượng đó dành cho những người mới. Đây là cái cách tốt nhất. Và đối với những người tập lâu rồi, chúng ta muốn biết được rằng cơ thể của chúng ta ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Và chúng ta sẽ đưa ra một cái thời gian cố định và chúng ta sẽ phải thực hiện làm sao nhiều nhất có thể. Và bây giờ, một bài tập mà các chị, các anh, ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, một lời khuyên của Annie nói như thế này: chúng ta không phải là muốn đốt mỡ bụng là chúng ta cứ tập luyện cho vùng cơ bụng của mình. Đó không phải là cách tốt nhất. Chúng ta sẽ phải tập luyện làm sao nguyên cả cơ thể của chúng ta đốt cháy hoàn toàn, đốt cháy năng lượng hoàn toàn cho khắp cơ thể. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập luyện chuyên sâu cho vùng cơ bụng của mình. Em sẽ giới thiệu mọi người, chúng ta sẽ có 2 bài tập cho vùng cơ bụng và 1 bài tập cho vùng cơ lưng. Bởi vì quan niệm của em như thế này, khi tập thì phải tập cho đều, tập phải cân bằng, có trước thì phải có sau, có trái thì phải có phải, có trên thì phải có dưới. Với bài tập này thì chúng ta sẽ có một cái trang thiết bị được gọi là thảm, hoặc chúng ta có thể sử dụng một cái khăn để đảm bảo rằng khi chúng ta nằm xuống thì chúng ta được an toàn cho phần lưng của mình và đặc biệt là phần xương cùng, cảm thấy thoải mái hơn khi chúng ta tập luyện. Chúng ta sẽ nằm xuống, phần thắt lưng tì sát xuống sàn nhà. Đó là yêu cầu duy nhất để chúng ta có thể tập luyện cơ bụng hiệu quả hơn. Tì sát xuống. Nào, việc đầu tiên là chúng ta sẽ co cái phần cơ bụng của mình bằng cách là chúng ta sẽ nâng vai rời khỏi sàn nhà. Cách Annie nâng vai rời khỏi sàn nhà không phải là cố gắng ngồi lên, mà em đưa cái vai của Annie cuộn về cái phần xương hông của mình. Có như vậy thì chúng ta cảm giác được cái vùng cơ bụng đằng trước của mình như thế này. Kết hợp hơi thở. Khi lên thở ra và xuống hít vào. Lựa chọn dễ dàng, chỉ di chuyển phần thân trên. Bây giờ chúng ta sẽ khó hơn, tăng cấp độ di chuyển phần chân cùng một lúc với thân người của mình. Vâng. Động tác này thì ai cũng biết. Tuy nhiên, một cái động tác mà giúp cho chúng ta đặt áp lực nhiều hơn cho vùng cơ bụng của mình, đó là động tác nhấp. Nhấp là như thế nào ạ? Cứ đây chúng ta đi 8 lần hoặc 16 lần chúng ta hạ xuống. Ok, mọi người thử để rồi biết cảm giác của lúc đó của em như thế nào. Cảm giác rất là nóng vùng bụng này. Và cố gắng làm sao chúng ta có thể đi được từ khoảng 30 đến 40 lần hoặc 5 lần cho lần 8 lần 8 nhịp. Và sau đó chúng ta sẽ đổi thành một bài tập khác. Hồi nãy là chúng ta mới vừa tập luyện cho vùng bụng trên của mình và bây giờ chúng ta sẽ có một cái động tác tập luyện cho vùng bụng dưới như thế nào. Đối với bài tập cho vùng bụng dưới, tập trung vào vùng bụng dưới,
thì cố gắng phần hông của mình ép sát sàn nhà, phần vai cũng vậy, tay. Nào và bây giờ chỉ là việc chúng ta di chuyển phần chân. Mọi người có thể đưa chân lên cao, rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống và nâng lên. Mọi người cố gắng ghi nhận lời nhắc nhở của em, thắt lưng luôn tì dưới sàn nhà. Hoặc chúng ta sẽ tăng áp lực lên bằng cách cũng là việc di chuyển chân, nhưng chúng ta sẽ phải di chuyển từng chân như thế này. Nào, hoặc một động tác khác cho phần bụng dưới. Mọi người có thể đưa chân lên, gối có thể co nhẹ đối với một số bạn không có độ dẻo ở phần nhượng chân ở đây, và tập trung sử dụng cơ bụng, nhất cái phần mông của mình rời khỏi sàn. Ok, thử nhé, liên tục 10 lần. Cách chúng ta di chuyển là cách phần cơ bụng dưới nhấc phần mông lên, chứ chúng ta không di chuyển bằng cái chân. Như vậy là động tác sai. Được chưa ạ? Lặp lại 10 lần và 10 lần cho một vòng, 3 vòng như vậy để chúng kết thúc một set. Và đối với em, lời khuyên của chúng ta là chúng ta phải lắng nghe cơ thể của chúng ta như thế nào. Quy tắc của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy mệt, cố gắng làm thêm 5 cái nữa, hoặc tối đa thêm 2 cái nữa, để chúng ta vượt qua giới hạn của mình. Đó là lúc chúng ta tập luyện, thử thách cho sức bền của chính bản thân. Đó là tất cả những gì cho ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì không có gì mà đơn giản và dễ dàng cho những lần đầu tiên tập luyện. Cái quan trọng là chúng ta phải làm sao chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thoải mái, có những niềm vui khi chúng ta tập luyện, thì cái việc tập luyện của chúng ta sẽ được duy trì và thường xuyên hơn. Và đó cũng là cách mà chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta năng động hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những lần kế tiếp.